Đây, chào các bạn. Hôm nay anh em mình làm con gà ăn mừng anh em mình, kênh của anh em được 100 lượt đăng ký. Hôm nay mình làm gà hầm xả. Giờ mình thui con gà với bằng cái thùng mì này. Bỏ con gà vô đây nghe bạn. Giờ mình thui nó. Bạn thấy đốt gì đó để nó đen mà một chút mình vô mình chà xả là ra là gà vàng đẹp lắm. Đây các bạn, giờ mình thui nó xong rồi, giờ mình sẽ vô chà rửa. Thấy nó đen vậy đó, giờ mình vô chà với lá xả là chút nó vàng nín nè. Thôi, giờ mình vô mình chà rửa chặt nó ra. Đây, các bạn, mình chặt gà ra xong phải không? Giờ mình sẽ thử mở tỏi nó, để xào nó. Đây, tỏi vô, tỏi băm. Cho vô thêm rồi lọt thôi, 2-3 củ xả mình đập chặt nè, để thử mình thử tỏi với xả này cho nó thơm, để chút mình xào gà. Đây, giờ tỏi với xả thơm rồi thì đổ gà vô mình xào, khi nào cho gà nó săn nó thơm lại thì mình mới để nước dừa vô nữa. Xào này để lửa nhỏ thôi. Đây, giờ nêm nếm. Mình để 2 muỗng đường. Một muỗng rưỡi bột ngọt. Chút mắm mình xào cho nó thấm da vậy với nó săn cho gà lại. Đây, giờ mình xào, nãy giờ mình xào gà nó săn rồi, giờ mình sẽ cho nước dừa vô. Nước dừa thì nước dừa mình mua ngoài chợ, mình nhà mình không có vườn, mua nước dừa ngoài chợ đổ nó vô. Nước dừa này mình cho nó ngọt nước, như nhà không có nước dừa thì mình đổ nước lạnh cũng được. Giờ để cho nó sôi lên mình sẽ để xả vô, củ cải vô. Đây, sau khi nước đã sôi, bây giờ mình vớt bọt gà trong cái nồi nha các bạn, để cho cái nước chút á, mình vớt bọt vào chút cái nước hầm của mình á nó được trong, để không vớt nó đen thui à, đục lắm, nước nó đục nó không có ngon. Đây, giờ là mình đi làm gì cũng gần xong rồi, chỉ đợi nó sôi lên cho gà nó mềm tí xíu là bỏ củ cải cho nó là mềm, củ cải nó lụm được. Bạn xiên nấu này xiên vớt bọt á, nước nó trong rồi nhìn ngon á. Đây, giờ nó đã sôi, giờ mình để củ cải nha các bạn. Này thì mình để củ cải đỏ vô trước đi, củ cải đỏ nó lâu mềm hơn củ cải trắng. Mình để củ cải đỏ khoảng 2-3 phút sau mình thả để củ cải trắng vô. Bây giờ mình để củ cải đỏ vô cũng được tầm khoảng 3-4 phút rồi. Giờ mình cho củ cải trắng vô. Chỉ đợi củ cải trắng nó mềm nữa là mình nhắc xuống là lụm được rồi đó. Giờ cho miếng tiêu vô đi. Cho miếng tiêu vô, có tiêu nó thơm. Bạn nào ăn cay thì để tiêu nhiều, không ăn cay thì để ít thôi, để cho nó thơm nồi. Rồi, để nắp lại 5 phút sau nữa là lõm. Đây, nãy giờ anh em đã hầm xong nó chín, bây giờ mình mời cả nhà ăn gà hầm xả chung với mình nha.
Đây chén mớt của thầy, làm mớt, ăn với mớt. Mời cả nhà nha. Thầm rồi, đúng gà đá, thầm xả mềm cũng ngon. Đúng quả luôn. Hơi nóng. Các bạn nhớ xem ủng hộ kênh của anh em tụi mình nhé. Chào các bạn.